Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình Airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 10 triệu token có cái hiệu là Chi nè bạn. Thì chương trình con token Chi này nó đang IDL với giá là 12 đô cho một token các bạn. Thì mọi thông tin thì các bạn vào trang Medium đó các bạn tìm hiểu các bạn. Rồi, thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click link mô tả dưới video mở info các bạn. Rồi các bạn bấm vào let's go. Rồi dòng đầu tiên thì bạn ghi họ và tên của mình thôi bạn. Hello, what's your name? Kèo này khá là ngon các bạn, đừng cố gắng làm, đừng bỏ qua kèo này nha các bạn. Mình nói thật đó. Rồi, các bạn bấm ok các bạn. Dòng thứ hai nickname, what name is. Rồi dòng thứ hai các bạn địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi các bạn bấm ok. Dòng thứ ba thì các bạn join kênh group kênh Seller and Seller. Rồi, các bạn join vào kênh Telegram group các bạn. Dự án khá là ngon các bạn join vào các bạn. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Các bạn join tiếp kênh Seller nữa các bạn. Reweet Network. Bạn đây mình tìm thông tin chút xíu các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram các bạn đã cho anh xào hay góp không? Account channel ở cộng 5 số 2 username. Rồi các bạn bấm ok các bạn. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter and review ship inbox. Thì các bạn nhập vào đây và profile tờ Twitter nữa các bạn. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn like này, các bạn chỉ dẫn bị viết đi game các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào đi các bạn cho nó chắc. Rồi submit đường link Twitter. Rồi sau đó các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Mình coi kỹ sợ nó kêu mình gỡ đường link profile sao còn win vn nữa. Rồi bạn bấm ok các bạn. Tiếp tục các bạn subscribe gì đi, subscribe cái đít này các bạn. Trên cái đít thì bạn bấm vào đít link các bạn. Sorry các bạn, trên cái đít thì bạn bấm vào mục subscribe cái đít này các bạn. Rồi các bạn join vào không mua tiền các bạn. Rồi sau đó các bạn like cho nó 1-2 bài đi các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào bài ảnh cùng nè. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn copy username credit của mình ở chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn trở về nha các bạn. Trở về đến phòng này. Subscribe credit. Rồi các bạn dán cái username credit của mình vào đây. Các bạn bấm ok. Sau đó các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join Discord. Gỡ đường link UID thì bạn nhấn bấm vào Discord nè. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mờ nha các bạn. Rồi trên code các bạn bấm vào Cherry nè các bạn. Có cần verify không các bạn? Welcome Gomat. Verify đâu ta? Sao mình không có gọi được tin nhắn vào trong phòng bình luận này các bạn. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Không cần là bạn, các bạn join vào các bạn copy username của mình nha các bạn. Username code mình dán bức ảnh avatar của mình. Rồi các bạn sao chép lại nè. Sau đó các bạn trở về cái link dán đây, các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm ok. Sau đó bạn bấm continue. Follow minimum. Rồi tiếp tục follow Instagram chứ. Sorry các bạn. Trên Instagram nó thì các bạn sẽ theo dõi các bạn. Sau đó các bạn nhập vào ảnh avatar của mình nè các bạn. Rồi phan các bạn. Rồi các bạn nhập vào ba anh cùng, nhập vào chia sẻ các bạn. Rồi các bạn copy cái username của mình nè các bạn. Rồi sao chép nè các bạn. Rồi các bạn trở về đây các bạn.
Rồi các bạn thêm mà cộng vào các bạn. Mình dán vô đây. Rồi bấm OK. Sau đó các bạn chọn mạng với BNB Smart Chain các bạn. Rồi các bạn OK. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với BNB Smart Chain trên chiếc product của tôi các bạn nè. Trời này khá là ngon nên mình làm căng thẳng chút các bạn. Làm chậm chút. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi sau đó bấm vào Submit nha các bạn. OK, chương trình AirDrop này còn 13 ngày nữa kết thúc nha các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. OK, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop ăn chia tổng giải thưởng là 10 triệu token Jet3 đến đây kết thúc rồi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.